Ngày 28 tháng 2, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với NTTV, 42 tuổi, trú tỉnh Thừa Thiên Huế, về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo tài liệu điều tra, năm 2015, NTTV thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Tường Vi, do V là người đại diện pháp luật, hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học và hỗ trợ visa tại nước ngoài. Năm 2022, V có quen biết đối tượng tên là Hạnh, cư trú tại Canada. Biết Hạnh có nhu cầu tìm kiếm người Việt Nam đưa sang Canada lao động, nên cả hai đối tượng này đã trao đổi bàn bạc cùng nhau, tìm người đưa đi lao động tại Canada bằng hình thức visa du lịch. Trong đó, V đảm nhận phần hồ sơ thủ tục tại Việt Nam, Hạnh đảm nhận phần hồ sơ thủ tục và bố trí công việc tại Canada. Từ tháng 3 năm 2022 đến nay, V đã hoàn thành hồ sơ thủ tục và đưa 3 trường hợp sang lao động tại Canada bằng visa du lịch. Tổng số tiền thu được hơn 60.000 đô la Mỹ. Sáng ngày 28 tháng 2, ông Đỗ Tâm Hiển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe khách với xe tải, khiến một người chết, 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 27 tháng 2, trên quốc lộ 1A, đoạn km 1121+730, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, đã xảy ra vụ va chạm giữa xe khách mang biển kiểm soát 50F00879 do ông Thạnh, 38 tuổi, trú xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, điều khiển lưu thông theo hướng Bắc Nam với xe tải mang biển kiểm soát 77C08249 do ông Nhật, 40 tuổi, trú Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định, điều khiển theo chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến một người trên xe khách tử vong tại bệnh viện, 3 người khác bị thương, gồm tài xế xe tải và 2 hành khách. Ngày 28 tháng 2, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc 131 tàu cá của ngư dân huyện đảo Phú Quý hành nghề khai thác hải sản, dịch vụ tại khu vực vùng biển Trường Sa đã cạn kiệt nguồn lương thực, thực phẩm, nước ngọt, dự trữ, không thể trở về đảo như dự kiến. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý đã chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương liên hệ với một số chủ phương tiện, đề nghị chủ động chia sẻ nguồn lương thực, thực phẩm cho nhau. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận liên hệ, kiến nghị Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chỉ đạo các lực lượng tại đảo Trường Sa có giải pháp hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước ngọt, giúp ngư dân Phú Quý có điều kiện chờ ngày quay về. Cũng theo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý, hiện có nhiều chủ phương tiện đã cho tàu chạy vào khu vực đảo chìm Đá Lát, Trường Sa, xin hỗ trợ lương thực. Các đơn vị ở đây đang xin chỉ đạo từ cấp trên. Sau khi xuất hiện các ca nhiễm cúm H5N1 độc lực cao lây từ gia cầm sang người ở Campuchia, cả 4 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, giáp biên với nước bạn đều đã chỉ đạo khẩn trương rà soát hoạt động chăn nuôi gia cầm trên địa bàn, đồng thời siết chặt việc kinh doanh xuất nhập khẩu gia cầm. Theo đó, các ngành chức năng đẩy mạnh việc giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, cơ sở y tế và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời, tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức cho người dân biết về cách nhận biết các biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm AH5N1, nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Các bệnh viện công và tư nhân giám sát phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng do virus tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn. Trong đó chú ý các trường hợp có tiền sử đi đến ở từ vùng dịch bệnh cúm gia cầm AH5N1. Các đơn vị thường xuyên tuần tra giám sát đường biên giới với Campuchia, kể cả các đường mòn, lối mở, không để xảy ra tình trạng gia cầm bệnh nhập khẩu vào Việt Nam. Kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt Nam từ Campuchia và có biện pháp dự phòng phù hợp đối với các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ cúm để hạn chế lây lan dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng nguy cơ đối với cộng đồng do virus cúm gia cầm H5N1 ở Campuchia vẫn ở mức thấp, dù nước này đã phát hiện 2 ca bệnh gần đây. Theo tuyên bố của WHO, dựa trên những bằng chứng cho đến nay, virus không dễ dàng lây nhiễm sang người và việc lây lan từ người sang người dường như là điều bất thường. Theo đó, dựa trên những thông tin sẵn có, WHO đánh giá nguy cơ virus lây lan ra cộng đồng ở mức thấp.
Tuần trước, Campuchia đã xác nhận hai trường hợp mắc cúm gia cầm H5N1 đầu tiên kể từ năm 2014. Ca thứ nhất là bé gái 11 tuổi ở tỉnh Raven, tử vong ngày 22 tháng 2 vừa qua. Ca thứ hai là cha của bé gái này, 49 tuổi, có kết quả dương tính một ngày sau đó và được cách ly điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, bà Yok Sambat, Quốc vụ Khanh Bộ Y tế Campuchia, cho biết hiện người cha cùng những người khác có tiếp xúc với các ca bệnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus H5N1. Theo Bộ Y tế Campuchia, từ năm 2005 đến nay, có 58 ca nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 ở người tại nước này, trong đó 38 người tử vong. Theo Kyodo, kết quả thống kê chung của tổ chức nghiên cứu Economics Impact thuộc tạp chí The Economist và quỹ Nippon, Nhật Bản, ước tính trọng lượng nhựa sử dụng của nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới G20 có thể đạt 451 triệu tấn vào năm 2050 so với 261 triệu tấn vào năm 2019. Theo nghiên cứu, ngay cả khi đạt được tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề, chẳng hạn như nhiều quốc gia áp đặt lệnh cấm đối với một số sản phẩm nhựa hoặc các biện pháp đánh thuế, lượng nhựa tiêu thụ ước tính vẫn đạt 325 triệu tấn. Vào tháng 3 năm 2022, 175 quốc gia đã ký nghị quyết chấm dứt ô nhiễm nhựa tại Hội đồng Môi trường của Liên Hiệp Quốc. Các biện pháp cụ thể vẫn chưa được quyết định. Liên Hiệp Quốc cho biết có khoảng 11 triệu tấn rác thải nhựa chảy vào đại dương hàng năm, với con số dự kiến có khả năng tăng gấp 3 lần vào năm 2040.